Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Duyệt, rất vui được mọi người gặp lại. Như các bạn vừa thấy, đó là một cái đoạn intro mới cùng với một cái logo mới, cũng chính là cái logo chính thức cho cái local brand mà mình chuẩn bị ra mắt. Ai phân tích đúng ý nghĩa của logo này sẽ nhận được ưu đãi bất ngờ ngày cửa hàng của mình khai trương. Nhớ để lại bình luận của bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một siêu phẩm sneaker có lẽ là được yêu thích nhất trên thế giới. Liệu đây có phải là bản collab giữa LV và Chun One hay nó là một phiên bản custom đặc biệt? Trước khi đi vào nội dung chính thì mình sẽ thông báo kết quả của cái đợt giveaway tặng quà xa xỉ khai trương shop Duyệt Luxury. Giải nhất là một đôi Balenciaga Triple S tùy chọn và một áo Balenciaga logo. Giải nhì là một đôi Gucci rắn. Giải ba là một đôi Yeezy 3550 Static Black. Giải 4 và giải 5 gồm 30 phiếu khuyến mãi mua phụ kiện custom. Thể lệ trò chơi là bình luận một số từ 0000 đến 9999. Sau đó thì bên mình sẽ livestream quay số ngẫu nhiên từ 0000 đến 9999. Bạn nào mà đã bình luận trúng cái số mà quay ra ấy, thì trúng giải. Như các bạn thấy là có 10.000 bình luận, 7.000 likes và hơn 5.000 lượt chia sẻ, nghĩa là có khoảng 5.000 người tham gia hợp lệ trên 10.000 số. Như vậy trong trường không may thì mỗi giải có thể là quay tới 5.000 lần mới tìm được người trúng. Nên là bên mình và bên nhà đồng tài trợ quyết định là quay mỗi giải một lần. Và một bạn đã rất may mắn trúng giải nhì là một đôi Gucci rắn. Hai số may mắn của giải 1 và giải 3 không có ai bình luận. Bạn quản lý shop hôm đó quay giveaway cũng không tự quyết định thay đổi thể lệ theo ý người xem được. Tuy nhiên bên mình rất tôn trọng và lắng nghe góp ý của nhiều bạn muốn quay lại. Tất nhiên là với những bạn bình luận lịch sự, cũng có một số bạn bình luận bất lịch sự thì nhân viên bên mình được phép chặn bạn đó khỏi page để dành cơ hội lần sau cho những bạn lịch sự. Tóm lại là mình sẽ dành 3 món quà còn lại là giày Balenciaga Triple S, áo Balenciaga logo và giày Yeezy 3550 Static Black để tổ chức một giveaway mới dễ trúng hơn nhiều cho các bạn lịch sự. Dựa theo lượt tương tác của giveaway cũ có khoảng 5.000 người tham gia hợp lệ thì lần này bên mình quyết định thay đổi thể lệ, giảm từ 10.000 số còn 5.000 số thôi, từ 0001 đến 5.000, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải luôn. Nếu mà không có ai bình luận trúng cái số quay ra ấy, thì bên mình sẽ quay lại 30 lần cho mỗi giải. Như vậy mỗi người sẽ có thêm 58 cơ hội trúng giải nữa. Với cái thể lệ dễ hơn rất nhiều như vậy thì mình tin là lần này tất cả giải thưởng sẽ được trao hết. Bạn chỉ cần là người đăng ký kênh YouTube Duyệt Fashion và hoàn thành 3 bước cơ bản trên Facebook thôi. Link tham gia mình để ở phần miêu tả ở dưới video và dòng bình luận đầu tiên. Chúc các bạn may mắn trúng giải nhé. Ok, giờ quay lại với nội dung chính của video, chúng ta sẽ đập hộp ngay bây giờ. Vẫn là chiếc hộp màu da cam rất quen thuộc với dòng chữ Louis vui tươi ở phía trên. Và kéo ra là đôi giày được đựng trong một chiếc túi vải vui tươi. Đây là đôi giày của chúng ta. Và đây, nhìn đôi giày này các bạn nghĩ ngay đến giày gì? Các bạn nghĩ đúng rồi đó. Chắc hẳn 99% những người yêu sneaker đều biết đến giày Chun One 1 huyền thoại của Nike. Dòng giày sneaker được yêu thích nhất, sử dụng nhiều nhất từ nay tới trước trên thế giới. Có nhiều nghệ nhân đã sử dụng ra túi của LV để custom đến đôi Chun One, thêm vào đôi giày vẻ đẹp của sự xa xỉ. Cứ ngỡ đó mãi sẽ chỉ là giày custom thôi, nhưng hôm nay giấc mơ đã thành hiện thực với dòng giày Rivoli do chính Louis Vuitton thiết kế và phát hành rộng rãi. Công lớn nhất giúp cho cái điều này xảy ra mình nghĩ là thuộc về Virgil Abloh, giám đốc thiết kế thời trang nam của Louis Vuitton, đồng thời là nhà sáng lập của Off-White. Ảnh có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Nike qua bộ sưu tập Nike nhân Off-White, mang về cho Nike bộn tiền luôn. Sau khi sang làm việc LV thì ảnh đã thành công trong việc mang thiết kế huyền thoại của Chun One về cho LV mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào bên phía Nike cả. Tất nhiên là đôi giày đã được thiết kế lại, tuy nhiên vẫn giữ được cái kiểu dáng và các đường nét đẹp nhất của Chun One. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa ba yếu tố là xa xỉ, street style và phong cách đường phố. Trên phần lớn diện tích của đôi giày chúng ta đều thấy được cái họa tiết monogram huyền thoại của LV. Một họa tiết đó thôi nhưng mà được chia làm 3 sắc độ khác nhau: trắng, nâu và đen. Việc chia ra mỗi mảng một màu giúp làm nổi bật cấu trúc của đôi giày. Có một đôi khác với phần thân đổi màu cực đẹp, nhưng vì cái phần gót nó đen xì nhìn không giống Chun One nên mình vẫn quyết định mua đôi này. Nhìn nó giống Chun One hơn, cảm giác nó mang lại nhiều giá trị lịch sử hơn. Một đôi Nike bình thường sẽ có dấu Swoosh ở đây, bỏ đi nhìn sẽ rất là trống. Tuy nhiên với họa tiết VL này thì quá đủ và quá đẹp rồi. Ngắm kỹ mình nhận ra một cái điểm cực kỳ đắt tiền. Bình thường để tiết kiệm thì các hãng họ hay cắt cái tấm da này hay là tấm vải ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi chắp vá lên đôi giày, lên chiếc quần, chiếc áo.
những cái họa tiết này nó không cần phải cân đối, miễn sao tận dụng hết vải, hết da. Ví dụ luôn cái miếng lót phía trong thì vị trí các họa tiết monogram trên hai đôi giày là khác nhau. Nhưng ở bên ngoài thì hai đôi giống hệt, đều VL ở giữa, 6 bông hoa xung quanh cực kỳ cân xứng. Mặt trước cũng thế, VL ở chính giữa, trên đúng cái trục đó là một cái bông hoa xuyến chi tròn và một bông hoa xuyến chi vuông. Mặt trong cũng vậy, sau gót cũng thế, luôn luôn VL ở giữa, cân xứng một cách tuyệt đối. Việc họ sẵn sàng hy sinh vật liệu để mang tới sản phẩm cái vẻ đẹp hoàn hảo nhất có thể cũng khẳng định đẳng cấp của thương hiệu. Cá nhân mình cực kỳ đánh giá cao cái điều này. Giá của nó cũng khá đẳng cấp, 895 đô la trước thuế, sau thuế tầm 23 triệu. Nếu đã xem vlog 130 vừa rồi mình có đầu hộp cả một chiếc kính và một chiếc túi của LV thì các bạn sẽ hiểu tại sao đồ của LV nó lại đắt như vậy. Tất nhiên phần lớn vẫn nằm ở giá trị của một cái thương hiệu xa xỉ. Nhưng so với tất cả các thương hiệu xa xỉ khác mình đã từng review, soi rất kỹ từng chi tiết thì đồ của LV vẫn là tiệm cận hoàn hảo nhất, khó tìm thấy khuyết điểm nhất, khó tìm thấy lỗi gia công nhất. Và với cái chính sách là nếu mà ế thì đem thiêu hủy chứ nhất định không giảm giá, nên là LV cũng đang là cái thương hiệu thời trang xa xỉ có giá trị cao nhất. Và nó hoàn toàn xứng đáng, rất là xứng đáng với điều đó. Nói chung là muốn thành công thì phải chịu hy sinh. Hiểu lâu la là có làm thì mới có ăn, cần cù thì bù siêng lăng. Còn không làm mà vẫn muốn ăn thì chỉ có ăn cái gì các bạn bình luận bên dưới nhé. Còn bên dưới đôi giày thì chúng ta có một cái bộ đế cao su màu lông, nhìn khá là hơi giống cái đế của Chu Hoan Hoan, đặc biệt là cái vòng tròn đồng tâm ở nửa bên trên, ở giữa là tên thương hiệu Made in Ý. Cái màu nâu cao su này nhìn không được sang lắm, nhưng mà áp dụng vào đôi giày này thì lại rất ok, tại vì nó cực kỳ hợp với cái màu da nâu của gót giày. Màu da nâu VL này thì sang nhất trong các loại sang rồi. Nếu mà được chọn thì mình thích mấy cái mảng VL đen này đổi thành VL nâu luôn. Mà tưởng tượng thôi chứ chưa chắc thành nâu của đã đẹp hơn. Chính cái miếng VL nâu của gót chúng ta có một cái chi tiết đặc biệt là cái quai dán này, nhìn cũng khá là độc đáo, có lẽ là chi tiết khác biệt nhất so với các đôi chôn văn rồi. Ngoài ra chúng ta có thêm chữ Louis vui tươi ở lưỡi giày nữa, mạ vàng nhìn rất là đẹp. Nhưng mình vẫn thích nó là một cái chữ VL to như là trên đôi này thì nổi hơn. Phối màu này phải nói là cũng cực kỳ xuất sắc và sang chảnh. Phiên bản xanh đỏ này thì cực kỳ trẻ trung và nổi bật, gần giống đôi Chuan One sắp ra mắt, nhưng là một phiên bản nâng cấp sang trọng hơn. Và bây giờ là phần trên chân và trên thân. Đây là outfit đơn giản cùng quần jean và áo đen trơn. Điểm nhấn là túi sách cũng của LV và thánh giá vòng của Gucci. Outfit thứ hai vẫn kết hợp cùng LV túi, nhưng mà chuyển sang quần đen để làm nổi bật các lớp layer phía trên. Điểm nhấn là Gucci áo phông ở trong. Tổng kết lại thì ai mà vừa thích chôn ngoan, vừa thích xa xỉ thì đây là một sự lựa chọn trên cầu tuyệt vời. Bạn nào muốn xem thêm các sản phẩm kinh điển khác của LV thì có thể lên YouTube gõ Duyệt Fashion Louis Vuitton là sẽ ra. Trước đây mình đã review 3 đôi LV khác là Archlight ở vlog 7, đôi Black Panther ở vlog 100 và đôi Zigzag ở vlog 124. Phải công nhận một điều là giày LV không bao giờ khiến chúng ta thất vọng, đồ LV không bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Và đó là đôi giày Louis vui tươi của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn ngay một quả chuông LV bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho những nội dung thú vị tiếp theo nhé. Và tất nhiên rồi, đừng quên tham gia giveaway để nhận ngay những phần quà cực kỳ giá trị nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.